Hello, xin chào, quay trở lại clip của mình là HZ đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với clip nâng cái tim của mình từ mức cover 99 lên mức cover 100. Một cái mức cover rất là đẹp. Và với quá trình nâng này thì gần như là mình chỉ cần nhận Marciano rank up thôi là sẽ thành công rồi. Vì thế nên đoạn này mình sẽ tua nhanh một chút và sau đấy đến phần sau cho tất cả anh em cùng xem luôn nhá. Vừa rồi là cái quá trình lên mức cover 100 của mình vào ngày hôm qua. Và hôm nay mình mới có thể làm clip dành cho tất cả anh em được. Như anh em có thể biết là với mức cover 100 thì thực ra bây giờ nếu như nói là nó có cao hay không ấy thì có thể coi là cao rồi. Mình nhớ không nhầm ở thời điểm hiện tại mức cover chỉ là 102 mà thôi. Mình nhớ là như thế. Bởi vì là cái mức ngưỡng cover của cầu thủ cao nhất thì nó đạt cái tầm đấy rồi. Bây giờ muốn cao hơn nữa thì phải chờ sự kiện sắp tới nó ra cầu thủ over gốc cao hơn 97 thì mới có thể là lên over cao hơn được. Còn hình như mắc bây giờ là 102 rồi. Và với cá nhân của mình thì sau những cái sự thay đổi thì hiện tại là đội hình cũng đã lên được over 100. Cái quá trình thì anh em cũng có thể xem rồi, từ 99 lên 100 thì nói chung là cũng rank up các thứ lên là ok thôi. Và hiện tại với team của mình ấy thì mình đang có hai sơ đồ để có thể sử dụng đến mức cao 100. Đó chính là sơ đồ 433 holding. Sơ đồ này thường mình sẽ sử dụng khi mà mình đá hit to hit anh em nhé. Còn một sơ đồ nữa là sơ đồ 4212 narrow. Thì đây cũng là một cái sơ đồ mà mình rất là ưng ý khi mà mình đá vertex thì mình có thể luân chuyển để mà chơi hai cái sơ đồ này. Thì với hai cái sơ đồ này thì tất cả cầu thủ đều như nhau cả thôi. Với 4212 narrow đi nha, bởi vì đây sẽ là sơ đồ mà các cái cầu thủ sẽ được cái chỉ số rất là tốt. Đầu tiên là mình nói đến vị trí tiền đạo. Vị trí tiền đạo thì mình có Ronaldo béo vẫn đang là một trong những con ST mà mình đánh giá là hoàn hảo. Tiếp theo là Mbappe. Anh em nào không biết thì thật sự là Mbappe là một cái mức tiền đạo mình rất là thích anh em ạ. Tuy nhiên thì với bản ST của Mbappe thì bây giờ cái over gốc chỉ là 93 thôi, cái chỉ số nó hơi thấp. Vì thế mình không thích và mình đã chơi luôn bản LW mình kéo lên ST thì nó sẽ bị thọt một chút chỉ số nhưng mà không sao anh em nhé, đá vẫn rất là cháy. Tiếp theo vị trí CM thì chúng ta có Bernardo Silva với over 99. Đây là một cầu thủ mà mình đã nói với anh em rồi. Cái khả năng rất xử lý bóng của cầu thủ này là rất là khéo. Chân không thuận là bốn vạch và nói chung là cái độ lắt léo rất là cao. Dứt điểm hay chuyền bóng đều ok nên là đá vị trí CM nó rất là tốt anh em nhá. Và kể cả đá vị trí RW mình cũng thấy ngon với cái skill là 4 sao và stamina là 5 vạch. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của mình thì hiện tại nó đang không phải là quá là chất lượng đâu. Đầu tiên là Gullit với phiên bản thẻ này thì nó sẽ không thể bằng được cái phiên bản thẻ cao hơn. Nhưng mà nói chung là đá cũng tốt anh em nhá. Nói chung là đây là một trong những con mà được game free mà ngon nhất rồi đấy anh em ạ. Cả đá cạnh với Gullit thì sẽ là Jude Bellingham. Thì với Bellingham phiên bản thẻ này thì mình công nhận với anh em là nó hơi chậm anh em nhé. Nó hơi chậm nhưng mà hiện tại thì mình chưa có điều kiện để mình thay. Đấy, nên là sắp tới khả năng cao ra các cái sự kiện tới thì mình cố gắng mình thay con Bellingham này bởi vì bây giờ nó chậm. CDM thì mình vẫn trung thành với Rodri thôi. Bởi vì đây là một cái mẫu CDM mà hợp với mình nhất. Mặc dù là chúng ta cũng có một vài sự lựa chọn khác như là Lothar Matthäus này nọ nhưng mà mình vẫn thích là Rodri nhất. Tiếp theo đến bộ đôi CB. Bộ đôi CB của mình thì rõ ràng rồi, mình sẽ chọn cái tên đầu tiên là Mandini với phiên bản thẻ rank đỏ và mức level là 25. Thì anh em thấy bộ chỉ số là rất là tốt rồi, một trong hai con hàng CB mình giá cao nhất game. Và mình cho cặp với Lucio luôn anh em nhé. Với Lucio thì mình cũng đánh giá là một trong hai con ngon nhất game nên là mình chơi luôn hai con mà mình nghĩ là ngon nhất game ở vị trí CB là Mandini và Lucio thì thật sự là rất là hợp nhau anh em ạ. Với Lucio một cái cầu thủ rất là điềm tĩnh và với Mandini một cầu thủ tương đối chủ động thì nó rất là hợp nhau. Tiếp theo đến với RB thì mình sẽ chọn Frimpong, mặc dù cũng có một vài sự lựa chọn khác chất lượng nhưng mà mình vẫn ưu tiên Frimpong với cái khả năng tắc bóng và cái tốc độ của cầu thủ này là cực kỳ tốt. Mình rất thích những con RB mà có tốc độ tốt và khả năng tắc bóng chính xác anh em nhé. Với vị trí LB thì cũng là vậy, cái phiên bản Cardo Villa này thì là một phiên bản nâng cấp hơn của Cardo Villa những phiên bản trước. Khả năng phòng thủ là một cái điều mình rất là ưu tiên trong những sơ đồ như thế này. Còn thủ môn thì mình vẫn trung thành với Alisson thôi. Một phiên bản free nhưng mà thật sự là khi up lên rank cao và level cao hơn thì vẫn rất là ngon. Nhưng mà mình phải công nhận là Alisson thì vẫn thua Van der Sar một bậc anh em ạ. Nói chung là Van der Sar đợt trước mình xài thì vẫn ngon hơn Alisson nhá. Nhưng bây giờ Alisson cũng bắt tương đối tròn vai nên là mình cũng chưa có thay và cũng chưa có điều kiện để thay. Thì đây là cái đội hình đá viết sách của mình và đá mốt với mức 100 và giá trị đội hình là gần 1.8 tỷ.
Còn cái đội hình kia ấy, cái đội hình kia thì mình sẽ đá hit to hit anh em nhé. Thường mình sẽ dùng đá hit to hit và nó cũng tương tự thôi, chẳng qua là mình sẽ cho Mbappe về đúng vị trí của cầu thủ này và Bernardo kéo lên vị trí RW. Thì bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm xem cái đội hình mới của mình với mức cầu thủ 100, một con số rất đẹp bằng cả hai sơ đồ luôn, là 4-3-3 holding và 4-1-2-1-2 Nero nhá. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên nhá. Trận đấu đầu tiên thì mình sẽ sử dụng sơ đồ là 4-3 holding, một cái sơ đồ mình sẽ khá là quen thuộc với tất cả anh em mà xem mình livestream. Đây là một cái sơ đồ mình rất là thích khi đá hit to hit. Kylian Mbappe đường truyền dành cho Bellingham đây rồi, một pha dốc xuống biên tương đối hay dành cho Cap de Villa. Đường truyền vào dành cho Rodri, Rodri dứt điểm nào. Tình huống dứt điểm đầu tiên đến ngay ở phút thứ 6 với Rodri. Có thể nói đây là một cái trận đấu mình rất là mong chờ, bởi vì đây là cái lần mình lên vào vòng 100, một cái mức cover mới từ 9x lên với 100x thì nó là một cái chặng mới anh em nhá. Mbappe vẫn đang là Mbappe đối đầu với Roberto Carlos, một đường truyền vào nhưng không thành công rồi. Carlos đã lấy được bóng và có vẻ như lên vào vùng trong đá tương đối mượt anh em ơi. Đã tương đối mượt với Son Heung-min. Thật sự phải nói là cái hàng thủ của mình quá hay luôn. Nếu anh em nào đang cân nhắc đây rồi, để từ từ để mình thực hiện pha bóng này đã. Nếu anh em nào đang cân nhắc cái việc là chọn hàng thủ như nào, anh em có thể bui theo mình nhé. Phải gọi là đá quá tốt luôn. Gần như đội bạn nói thật với anh em là không thể nào mà tấn công với cái hàng thủ này. Ronaldo không được rồi, không thể thành công. Có thể là đây là một trong những hàng thủ tốt nhất ở thời điểm này, anh em có thể bùi theo nhé. Bruno Silva đường chuyền lên dành cho Lionel Messi, đây sẽ là cơ hội tấn công đội bạn. Son Heung-min đối đầu với Cap de Villa, liệu có thắng được Cap de Villa hay không? Chuyền lại cho Modric, vẫn đang là Modric, không thể thắng được Cap de Villa. Phải gọi là một con hàng có khả năng phòng thủ quá tốt anh em ơi. Ruud Gullit, Bernardo Silva nào, đường chuyền dành cho Kylian Mbappe, tuy nhiên thì pha đỡ bước một nó hơi dài, khiến cho Mbappe không thể khống chế bóng trong tình huống tiếp theo. Modric, Ronaldo vẫn đang là Ronaldo, không thể qua được Lucio và sau đấy là Ruud Gullit. Chúng ta sẽ tấn công cánh Mbappe nhiều hơn. Đấy rồi, tốc độ của Kylian Mbappe vẫn đang là Kylian Mbappe, em có thể thấy là tốc độ rất tốt đến từ tiền đạo người Pháp. Mình sẽ ngoặt lại pha S và sẽ là một đường truyền dành cho Jude Bellingham. Bellingham, như vậy tỷ số là 1-0. Người ghi bàn đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay là Jude Bellingham. Và có thể trong mùa giải tới thì anh em cũng sẽ thấy Kylian Mbappe cùng với Bellingham sẽ là song sát trên hàng công của Real Madrid, với một tình huống dứt điểm rất tốt của Bellingham, mặc dù góc nó hơi hẹp rồi nhưng vẫn là một pha cứng lòng rất là ok. Và như vậy là tỷ số đã được mở rồi, hy vọng trận đấu sẽ hay hơn ở trong những phút thi đấu sắp tới. Kevin De Bruyne, đội bạn thì vẫn đang chưa tấn công được trong khi mà đội mình đang có một cái cự ly phòng thủ rất là tốt, đặc biệt là bốn con hàng ở vị trí hậu vệ. Và nói thật với anh em, có tạt bóng bây giờ thì rất khó nhá. Rất khó, trừ khi là anh em nào quen tạt và spam tạt thì may ra là mới ức chế thôi. Còn lâu lâu mới tạt như này thì hơi khó, bởi vì phía bên trong mình đang có Lucio và Mandini, đều là những con hàng có khả năng đánh đầu phá bóng khá là tốt anh em nhá. Như vậy là sẽ làm tình huống phát lên dành cho Alisson. Và mình sẽ phát bóng lên ở vị trí của Mandini đi, triển khai bóng từ sân nhà luôn này. Đường truyền dành cho Jude Bellingham, Kylian Mbappe, sẽ là những tình huống phối hợp đơn giản thôi. Chúng ta chờ Cap de Villa và Mbappe dốc biên lên. Và đây là Mbappe. Mbappe hãy nhìn Ruud Gullit đang chạy chỗ kia. Mbappe kịp không? Đây rồi, Gullit. Không được rồi, như vậy là Thibaut Courtois đã có một tình huống phản xạ khá hay. Như vậy là đội bạn cũng tương đối vội trong tình huống chuyền bóng lên này của Messi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về team của chúng ta, và người ghi bàn không ai khác chính là Jude Bellingham. Hy vọng hiệp 2 thì chúng ta sẽ có được nhiều bàn thắng hơn với công của những cầu thủ tiền đạo như là Mbappe hay là Ronaldo. Đấy rồi, anh em mới thấy là từ đầu game đến bây giờ thì chúng ta tấn công cánh của Mbappe là phần chính, còn mình khá là ít tấn công cánh của Bernardo Silva, có thể gọi là liệt luôn cánh phải. Rodri, anh em mới thấy là Rodri có cái khả năng cầm trịch trận đấu rất là tốt anh em ạ. Ronaldo vẫn đang là Ronaldo, Ronaldo. Đấy rồi, ok, không được rồi. Một tình huống xử lý bóng hơi lóng ngang lóng ngóng của Bellingham. Cái phiên bản Bellingham này vẫn hơi tương đối hơi chậm một chút so với bản Utopti anh em ạ. Lại là một tình huống cắt bóng của Cap de Villa. Ronaldo béo chuyền bóng cho Kylian Mbappe. Hai cầu thủ phải gọi là chạy quá nhanh ở trong cái tựa game này. Ronaldo, Jude Bellingham đường chuyền dành cho Kylian Mbappe. Kylian Mbappe vẫn là những tình huống xử lý bóng skill tương đối hay. Đây là Ronaldo. Ronaldo không được rồi, đường chuyền xa không thể đến được vị trí của Jude Bellingham. Và đây là cơ hội phản công nhưng rất khó khi mà Mandini đây rồi, cắt bóng luôn này. Cắt bóng tiếp này vẫn còn đó sự xuất hiện của Rodri. Anh em có thấy là hàng thủ của mình chơi quá hay ở trong trận đấu này. Tuy nhiên có một chút tình huống có vẻ là ping nó đã nhảy lên rồi. Kylian Mbappe, Rodri đường chuyền dành cho Ronaldo de Lima. Vẫn đang là Kylian Mbappe và Ronaldo de Lima. Đấy rồi, dứt điểm, không được rồi. Một tình huống ra chân ngay của Ruud Gullit, tuy nhiên thì bóng đã đi vọt lên trời. Quả này mình tung chân ngay bởi vì là mình sợ bị áp sát anh em ạ. Nhưng mà có vẻ là hơi mạnh rồi. Đây, cơ hội tấn công rồi. Son Heung-min làm gì đây? Son Heung-min. Mandini sẽ theo kèm với Ronaldo de Lima.
xem Ronaldo Lima như thế nào. Như vậy là có một tình huống giật ping lên đến 999. Đồ đúng rồi, chuẩn bị này, sút đi. Ồ, như vậy thì chúng ta sẽ có một quả đá phạt ở vị trí này anh em ơi. Một quả đá phạt mình rất ưa thích. Ronaldo. Như vậy tỷ số là 2-0. Vâng, sau một tình huống lác đâu đấy khoảng 15 giây thì tự nhiên chúng ta lại được một tình huống đá phạt ở một cái vị trí nó quá đẹp. Và mình đã không phụ công khi mà món quà từ trên trời rơi xuống, mình đã tung ra một cú dứt điểm rất thuận lợi. Rất thuận lợi và tỷ số là 2-0. Có thể nói 2-0 là chấm dứt rồi khi mà phút thi đấu đã điểm qua thứ 87. Bruno Silva liệu có bàn thắng thứ 3 dành cho đội mình hay không, hay là một bàn thắng rút ngắn cách biệt của đội bạn. Cap de Villa nào. Cap de Villa đối đầu với Messi, rất khó cho Messi anh em nhá, rất khó luôn ấy. Bellingham nói chung là cái đội hình của mình này nó đá quá hợp luôn. Bùi theo những cầu thủ đá rất là hợp với meta. Messi đường truyền vào không thể nào đánh bại được Lucio đâu với những tình huống tạt bóng như thế. Và như vậy trận đấu đầu tiên kết thúc tỷ số 2-0. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai khi mà mình sử dụng sơ đồ 4-1-2-1-2 Nero anh em nhá. Sau trận đấu đầu tiên tương đối thành công với sơ đồ 4-3 Holding thì ở trận đấu thứ hai này mình sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-2-1-2 Nero, cũng là một cái sơ đồ mình sử dụng rất là nhiều trong thời gian trước, trước khi đổi qua 4-3 Holding để đá ở bên Hit to Hit anh em ạ. Còn bên Viettac thì mình vẫn luôn giữ sơ đồ 4-1-2-1-2 Nero. Lucio với sơ đồ 4-3-2-1-2 Nero này thì cái khả năng kiểm soát bóng về kiểu như là chuyền chọt rồi chọc khe các thứ của mình thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi bí bách nếu như mà anh em nào đá không quen ha. Mandini đường truyền dành cho Gullit, chủ yếu là chúng ta tấn công ở khu vực trung lộ thôi chứ truyền qua truyền lại xong nó chọc khe thôi anh em ạ. Bruno Silva đường truyền lần này thì nó hơi khó dành cho Ronaldo rồi, khi mà Bruno Silva đã phải mất một nhịp để có thể khống chế bóng. Fernando Torres đối đầu với Mandini nào, thật sự quá khó với hàng tấn công của đội bạn khi gặp phải một cái hàng thủ của đội mình như thế này luôn. Đây rồi, Ronaldo vẫn đang là tốc độ của Ronaldo, anh em mới thấy là khả năng tỷ đề khá là hay. Vẫn đang là Ronaldo đường truyền vào dành cho Bruno Silva không được rồi, đường truyền không thể đến được vị trí của Bellingham. Và đây là cơ hội tấn công cho đội bạn. Tuy nhiên đường truyền lên nó hơi mạnh rồi, đội bạn có vẻ hơi vội khi mà truyền thẳng cho ST luôn. Bruno Silva vẫn đang là Jesse Bellingham. Đây rồi, Jude Gullit làm gì đây? Đường truyền dành cho Rodri. Đây rồi, Ronaldo. Đường truyền cho Bellingham. Đây rồi, Ronaldo. Tỷ số là 1-0 ở ngay phút 27. Một tình huống mà rất đúng với cái phong cách chiến thuật của sơ đồ 4-1-2-1-2 Nero. Phối hợp nhanh. Ronaldo có một tình huống phối hợp rất nhanh với Bellingham và sau đó đã đẩy luôn. Và Ronaldo tung ra cú cớ lòng luôn. Quá đẹp mắt luôn anh em ơi. 1-0 ở phút thứ 27. Có vẻ như khởi đầu cũng tương đối suôn sẻ giống như trận đấu vừa rồi. Thì hy vọng là sẽ có nhiều bàn thắng hơn so với trận đấu trước. Fernando Torres nào, Odegaard đường truyền dành cho Vogler. Đội bạn thì thật sự là chưa thể lên được bóng anh em ơi, bởi vì hàng thủ của đội mình nó di chuyển nó quá khôn luôn. Nên mới bảo anh em nào mà đây đâu đường truyền dành cho Bellingham là Mbappe này không thành công à. Anh em nào mà đang phân vân đội hình chọn những con hàng nào thì anh em có thể tham khảo 4 con CB và LB, RB của mình nhá. Bởi vì mình cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi thì 4 con này hiện tại đang là cảm quan của mình thấy là đá rất là tốt. Đặc biệt là 2 con CB luôn, có thể gọi best luôn. Đấy rồi, ôi không được rồi, quả này thì hơi khó dành cho Rô béo rồi. Quả này mình chuyển như thế là mình chuyển lỗi rồi, Rodri thì cắt bóng liên tục luôn. Phải nói con CDM nó quá chất lượng. Đây rồi, power shot Ronaldo, không được rồi, không thể bật ra đúng vị trí của Bernardo Silva. Trận đấu này mình sẽ tích cực power shot anh em nhá. Fernando Torres coi nào, đối đầu nào, xem đối đầu như nào nào, không thể đối đầu được khi mà trọng tài hở hết hiệp 1 rồi anh em ơi. Hy vọng hiệp 2 sẽ có nhiều tình huống ghi bàn hơn. Anh em mới thấy là cặp CB của mình và con hàng cánh thật sự đá quá cháy, quá khét luôn. Ronaldo mà nó mới là ranh đỏ thế nha, anh em tưởng tượng mấy cái mà ranh cam thì không biết là đá như thế nào nữa. Ơi, tình huống đẩy bóng hơi dài rồi nhưng vẫn là Frimpong. Ui, vẫn là Frimpong quá khỏe đến từ vị trí RB của Frankfurt. Ronaldo đây rồi, Frimpong này lên công chạy như điên luôn anh em ơi, chạy như điên luôn, tạt bóng vào xem nào. Ui, tạt bóng quả này thì không đến được vị trí của Rugulit rồi. Nhưng đây sẽ là Bellingham. Tuy nhiên thì tình huống bóng đã chạm phải cầu thủ phòng thủ bên phía đội bạn rồi. Đấy rồi. Mbappe vẫn đang là Mbappe, không được rồi, không được và vẫn không có một tình huống đá phạt, vẫn đang là Bernardo Silva. Mbappe, ui tình huống dứt điểm này thì hơi nhẹ rồi. Phát bóng lên, lại tiếp tục là Bellingham, sự phải gọi là đánh đầu quá hay luôn. Rồi kia là Mbappe nào, no, quả này mình truyền cho Bernardo Silva, như vậy sẽ có một tình huống đá phạt dành cho team của mình. Và đây sẽ là cơ hội để chúng ta nâng tỷ số lên 2-0. Người thực hiện sẽ là ai đấy? Không có đá phạt và đó là một tình huống đá phạt lên và trọng tài xác định là lỗi của team mình. Không hiểu là lý do vì sao lỗi team mình, trong khi mình nhớ là Mbappe là người bị phạm lỗi. Tuy nhiên chúng sẽ có một quả ném phạt ở vị trí này. Đội bạn có vẻ cũng tương đối vội để mà tìm cho mình cái bàn thắng dẫn lên hòa một đều. Còn mình thì cũng tương đối vội để dẫn lên 2-0. Đấy rồi, đố mà thắng được luôn. Chuyển sang cánh này. Đây rồi, Lucio nào, Lucio
Lucio, ui, có Mandini, này. Đấy, Lucio nào, đua tóc với Lucio á, đua tóc tranh chấp với Lucio này, anh em thấy nó quá khỏe, anh em ơi, nó quá khỏe đi. Mbappe đường truyền dành cho Ronaldo này. Đấy rồi, Kylian Mbappe. Frimpong, ui đường truyền này thì hơi khó rồi, đáng lẽ phải truyền ra một chút. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một tình huống ném biên. Ném biên cho ai đây? Chắc chắn sẽ là Bellingham rồi. Nói gì thì nói, Bellingham mặc dù phiên bản thẻ này nó hơi chậm nhưng mà vẫn công bằng mà nói, vẫn là một con quá ngon anh em ơi. Vẫn là một con quá ngon khi đá hit to hit. Một tình huống phá bóng lên đội bạn thật sự là gần như mình không biết là trong trận đấu này đội bạn đã sút được quả bóng nào hay chưa anh em ạ. Nó phải gọi là hàng thủ mình chơi tốt thật. Rugolit đâu? Vâng, các cầu thủ không chơi bóng đá nữa, các cầu thủ chơi bóng đầu đấy anh em ơi. Rugolit nào? Đường truyền dành cho Mbappe. Mbappe power shot ở vị trí này. Tuy nhiên thì đã bị theo Nedes đội bạn cản phá rồi. Đây sẽ là một cơ hội nào. Mình sẽ tạt bóng vào cho Gullit. Đánh đầu truyền nào? Không được rồi. Như vậy là khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số là 1-0. Phim pông này. Chuyền lên nào Mbappe. Ui, quả này cho là Mbappe chạy lên nó sút rồi. Ui, trận này vẫn chưa ấy lắm. Mình sẽ đá một trận nữa với sơ đồ 4-2-1-0 này anh em nhá. Cái trận đấu vừa rồi thì 1-0 mình vẫn chưa thấy xứng đáng anh em ạ. Mình đá tiếp một trận đấu nữa anh em nhé. Với vẫn là sơ đồ 4-2-1-0 và lần này thì Real Madrid gặp với Bồ Đào Nha anh em ơi. Đội bạn thì cũng có CR7 và cũng là những cái tên tương đối là hợp meta ở thời điểm này. Và mình sẽ cố gắng ghi nhiều bàn hơn chứ ghi một bàn trận đấy mình thấy là hơi cay anh em ạ. Mặc dù mình là người chiến thắng nhưng mà cảm giác mình có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đấy. Jesse Bellingham nào. Đường truyền dành cho Kylian Mbappe, vẫn đang là Kylian Mbappe. Đây rồi, Bernardo Silva. Bellingham, Ronaldo, không được rồi, vẫn đang là Bellingham, ui, rất hiếm. Như vậy là tỷ số là 1-0 và người ghi bàn là Rugulit. Vâng, một tình huống phải gọi là quá khôn của Bellingham. Có thể nói là Bellingham nói gì nói chứ mặc dù hơi chậm một chút nhưng mà vẫn quá là tốt anh em. Đây anh em nhìn nó khôn như thế này nhưng mà nó chờ một chút này, nó ấy một phát như thế này cho Rugulit luôn. Tùng là cú dứt điểm cứ làm một chạm luôn. Và tỷ số được mở, bàn thắng đầu tiên của Rugulit và vẫn là một pha kiến tạo của Jesse Bellingham. Có thể Jesse Bellingham sẽ là MVP của mấy trận đấu vừa rồi đấy anh em ạ. Đấy, anh em xem xong 3 trận thì anh em xem thử là trong 3 trận này cầu thủ nào là MVP anh em nhá. Cá nhân mình thì mình nghĩ là con Bellingham đấy. Đấy rồi, Ronaldo đường truyền dành cho Kylian Mbappe. Vẫn đang là Kylian Mbappe. Chuyền lên, đánh đâu nào? Không được. Bóng không để đến được vị trí của Bernardo Silva. Anh em thấy là mình quá ưa thích con Mbappe đi nên mình hầu như tấn công ở bên Mbappe thôi. Còn Bernardo Silva thì hơi khó, hơi đói bóng. Công bằng mà nói hơi đói bóng thật. Đường truyền nào? Đường truyền dành cho Theo Nes, tuy nhiên lại là một đường truyền lỗi và sẽ là một tình huống ném biên lên dành cho đội mình. Frimpong, đường truyền dành cho Jesse Bellingham, bóng gần như cứ liên tục phải qua vị trí của Bellingham anh em ạ. Vẫn đang là Frimpong, tốc độ quá nhanh. Bruno Silva, Kylian Mbappe đang chờ Frimpong lên để chống biên. Frimpong đây rồi, thử tung năm tình huống tạt bóng vào dành cho Rugulit coi nào. Đấy rồi, Ronaldo. Ui, Ronaldo. Cứa lòng, Ronaldo. Ui, quả này mình hơi sai lầm anh em ơi. Quả này đáng lẽ là mình phải skill ra, xong đó mình cứa lòng, góc nó rộng hơn thì mới có thể ghi bàn được. Nhưng quả này thì nó hơi vội anh em ạ. Mình hơi vội trong tình huống bóng này. Ui, chấp đội bạn lên tấn công luôn. Nào, cho Mandini nó đối đầu luôn. Salah đối đầu này, tạt bóng vào này. Lucio có mặt quá đúng chỗ luôn. Cắp đường Villa coi nào. Chuyển bóng dành cho ui nó chấp Guler này Mandini nó phải gọi là tạt bóng quá nhanh lại còn định power shot. Đây rồi, Ronaldo lại giật ping rồi anh em ơi. Đường truyền lên dành cho Kylian Mbappe nhưng có một tình huống lắc ping rồi. Mới phút 40 có tình huống lắc ping vẫn đang là Kylian Mbappe. Kylian Mbappe nó dứt điểm nào, dứt điểm một pha cứa lòng của Kylian Mbappe. Vâng, Bunu nó phải rất khó khăn để có thể cản phá tình huống dứt điểm này anh em nhá. Ai xa. Bernardo Silva chúng ta cùng xem nào. Bernardo Silva chuyển bóng Mbappe, không được rồi. Và đây sẽ là cuộc tấn công dành cho đội bạn. Đường truyền dài lên tương đối hay dành cho Kubo nhưng mà vẫn lại là một Bellingham quá nhanh đi. Rodri nào. Đấy rồi, không được. Ronaldo cũng hơi chậm trong tình huống đấy nhưng mà phải nói là đội bạn cũng vào bóng tương đối nhanh. Đây là đường truyền rất nhanh cho Tevez. Nhưng mà với một đường truyền như thế thì rất khó để có thể đánh bại được Frimpong. Và hiệp 1 lại kết thúc với tỷ số 1-0. Tôi không biết là tôi có thể ghi được 3 bàn trong trận đấu này hay không ấy. Tôi muốn có 3 bàn trong trận đấu này anh em ơi. Nhưng nếu như mà không có 3 bàn thì thôi, cũng phải kết thúc clip thôi chứ không có quá dài. Just a Rodri, đường truyền dành cho Bernardo Silva. Lại là đường truyền dành cho Bellingham. Cắp được Villa, đây rồi, chuyền bóng cho Gullit vào. Nhưng đường truyền này thì nó hơi khó thôi. Ở cái tầm này thì đường truyền này nó không thể đến được vị trí của Gullit. Cắp được Villa, ui, qua được cắp được Villa không mới là câu chuyện. Ronaldo nào, đây rồi, đường tỉa xuống dành cho Mbappe. Lần này thì lại quá dễ để bắt bài với đội bạn. Ai đây, Hernandez, đường truyền dành cho Son Heung-min. Carlos Tevez vẫn đang là Son Heung-min. Ui, đối đầu với Lucio. Đối đầu với Lucio thì làm sao mà qua được cả Son Heung-min. Frimpong, Kylian Mbappe vẫn đang là Kylian Mbappe. Quả này mình định AS nhưng mà nó hơi lỗi anh em ơi. Không phải lại là Rodri. Cái thằng đánh chặn của Rodri nó phải gọi là quá tốt đi anh em ở đây rồi. Mbappe, ui.
chạy số khá khôn rồi, nhưng mà đỡ bước 1 nó hơi dở anh em ơi. Tình huống đấy chạy số khôn đấy đấy, tình huống đấy đẩy bóng lên là ngon rồi ấy, lại đi đỡ bước 1. Đây rồi, đội bạn cũng được chuyền dài chuyển hướng khá hay, và đây là Kubo. Úi giời, Kubo. Ui lại chuyển hướng, là đội bạn rất thích chuyển hướng đã sang cánh luôn. Solomon đối đầu với anh là Frimpong và Rodri. Rodri cho cắt bóng luôn nên chứ. Chắc là Rodri cắt bóng. Ôi, đây rồi. Thôi chạy luôn này, chạy luôn. Không được rồi. 2F1 không chột cũng què anh em ơi, quả này hơi khó cho Ronaldo béo rồi. Cadovilla. Ép phát ngay là phải chuyển ngay. Nhưng mà hình như có một tình huống phạm lỗi rồi. Và ở đây chắc chắn là một chuyển cho đây. Đấy biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Salah. Làm gì đây? Ui, Pau có sót. Ui, một tình huống tương đối nguy hiểm. Nhưng mà vị trí thì hơi xa, quả đấy những con như kiểu là chỉ số Pau sót mà cao, nó đá kinh phết đấy. Như mấy con như số bot line nhiều khi có thể vào đấy. Ui, món quà dành cho đội bạn ơi. Mandini vẫn nặng là Mandini vẫn pha nhận thức quá tốt và chọn vị trí để lấy bóng. Đấy rồi, bắt đầu xin vào. Ui, lại đường chuyền nhầm ấy. Có vẻ là muốn cho đội bạn một trận đấu hòa mất. Cadovilla, Kubo, ui, đội bạn cũng có vẻ là khá là vội anh em ơi, khá là cuống rồi. Tầm này khá là cuống rồi. Đây rồi, ai đây, Mohamed Salah để xem ạ. Salah, ui, một tình huống phạm lỗi ở đây, phút 90, không biết mình có kịp ghi một bàn hay không anh em ơi. Ui, còn 1-0 thì cay lắm đây. Đừng truyền vào, ui, đến vị trí của Son Heung-min. Đây rồi, Bernardo Silva chuyền lên nào. Đây rồi, Mbappe, Ronaldo anh em ơi, Ronaldo. Ronaldo dứt điểm nào, cửa lòng dứt điểm, ôi Ronaldo. Như vậy tỷ số là 2-0 ở phút 90+3. Quả này sút trúng đội bạn rồi, sút trúng đồng hồ rồi, nhưng vẫn vào anh em ơi. Quả này tôi nghĩ là không vào, nhưng mà rất may là vào, nếu không là tôi sẽ rất là cay cú trong pha bóng này. Đây, đấy trúng rồi, nhưng mà vẫn may nó vẫn vào. Như vậy là trận đấu này kết thúc với tỷ số 2-0 cũng được rồi, ghi bàn phút cuối thì rất là vui. Như vậy là trong 3 trận đấu vừa rồi thì đã có 3 chiến thắng liên tục luôn với cái đội hình Over 100 này, với cả hai sơ đồ luôn. Thì đấy là my team của mình khi mà lên Over 100. Không biết là đội hình của anh em đang đến mức Over nào rồi. Anh em có thể comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay đừng quên ấn like, đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye anh em.